tỷ con vật cung cấp một lượng lớn sữa phục vụ cho nhu cầu của con người. Động vật ăn cỏ và nhai nhặn, đó là con bò. Video này cùng tìm hiểu về con bò, một con vật rất quen thuộc với cuộc sống của con người chúng ta. Chúng di chuyển trên mặt đất bằng các đầu ngón chân, cũng chính là móng của chúng. Bò bao gồm bò rừng và bò nhà. Bò là động vật ăn cỏ, với lưỡi dài để liếm các loại cỏ mà chúng thích, cùng các răng lớn để nhai cỏ. Bò cũng là động vật nhai lại, dạ dày gồm 4 ngăn, cho phép chúng có thể tiêu hóa những loại cỏ khó tiêu nhất. 4 ngăn dạ dày bao gồm dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Các loài bò phân bố khắp thế giới, ở châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Môi trường sinh sống của chúng không đồng nhất và phụ thuộc vào từng loài cụ thể. Chúng có thể thấy trên các đồng cỏ, rừng mưa, vùng đất ẩm, savan và các khu vực rừng ôn đới. Trong tự nhiên, tuổi thọ trung bình của bò từ 18 đến 25 năm. Chúng có chu kỳ mang thai kéo dài 9 đến 14 tháng, phụ thuộc từng loài. Và sinh ra chủ yếu là một con non gọi là con bê. Chúng là động vật ăn ban ngày, chỉ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nóng bức vào buổi trưa, còn tích cực hoạt động vào thời gian buổi sáng và buổi chiều.
Nguồn thức ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, cỏ khô, thức ăn xanh thô, quả. Bò là động vật nhai lại. Mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn bằng khoảng 2,5% khối lượng cơ thể. Thịt bò cũng là nguồn thịt động vật phổ biến của con người, sau lợn và gà. Thịt bò nói riêng và thịt nói chung có thành phần chủ yếu là protein. Đây là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, được phân loại thịt đỏ. Nó có chứa hàm lượng sắt rất cao, hơn cả thịt cá và gà. Thịt bò tươi, nạc rất giàu vitamin và chất khoáng, đặc biệt là sắt và kẽm.